Tam quốc diễn nghĩa, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Sóng dập dồn đại hết anh hùng, được thua phải trái thoát thành không. Non xanh nguyên vẹn cũ, mấy đồ bóng tà hồng. Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi, mảnh trăng thanh gió mát vui chơi. Gặp nhau hồ rượu đầy dơi, xưa nay bao nhiêu việc phó mạch cuộc nói cười. Hồi 45, Nễ Chính Bình khỏa thân mắng giặc. Tào Tháo muốn chém Lưu Đại và Vương Trung, Khổng Dung can rằng: hai người vốn không phải là địch thủ của Lưu Bị, nếu thừa tướng chém đi, coi em mất lòng tướng sĩ. Tháo liền tha tội, nhưng cách tù cả chức tước và bổng lộc, và muốn tự khởi binh đến đánh Huyền Đức. Khổng Dung can rằng: nay đương mùa đông, trời rét, chưa nên động binh, đợi sang xuân cũng chưa muộn. Thừa tướng nên sai người đến Chiêu An Trương Tú Lưu Biểu trước đã, rồi sau hãy tính đến Từ Châu. Tháo nghe Khổng Dung sẽ lưu dịp đến dụ Trương Tú, dịp đến Trương Thành, trước tiên vào gặp Giả Hữu, khen ngợi thỉnh đức của Tào Công. Hữu lưu dịp ở lại nhà mình, rồi hôm sau vào gặp Trương Tú, nói chuyện Tào Công sẽ lưu dịp đến Chiêu An. Trong khi đang bàn chuyện, chợt báo cáo sứ giả của Viên Thiệu đến, Tú gọi cho vào. Sứ giả trình thư, Tú xem xong, đó cũng là thư Chiêu An. Giả Hữu hỏi: mới rồi Viên tướng quân cất quân đánh Tào Tháo, nay được thua thế nào? Sứ giả đáp: giả bấm, trời đông tháng rét, còn tạm bãi binh. Nghe thấy tướng quân cùng Lưu Biểu ở Kinh Châu đều có phong độ của kẻ quốc sĩ, cho nên sai tôi lại mời. Hữu cười nói: ngươi về nói với bản sơ, anh em trong nhà còn chẳng dung được nhau, nữa là quốc sĩ thiên hạ. Nói rồi xé vụn bức thư ngay trước mặt sứ giả, rồi đuổi sứ giả về. Trương Tú nói: hiện giờ Viên khỏe, Tào yếu, nay sẽ thư mán sứ, nếu Thiệu đến đánh thì làm thế nào? Hữu nói: không bằng theo với Tào Tháo. Tú nói: trước ta đã có thù với Tào Tháo, hắn dung sao được ta? Hữu nói: theo Tào có ba nhẽ phải, một là Tháo phụng chiếu thiên tử, đánh dẹp thiên hạ, hai là bao giờ Thiệu được cương thịnh, ta lực bé mà đi theo, nó chẳng cho vào đâu. Tháo đang yếu, ta theo tất mừng. Ba là Tào Tháo có chí lớn, mưu nghiệp bá dương, tất không nghĩ đến thù riêng. Để rõ đức tốt của bốn bể, xin tướng quân đừng ngần ngại. Tú nghe Hữu lưu dịp vào tương kiến, dịp tân bốc thịnh đức của Tào Tháo lên và nói: nếu thừa tướng còn nhớ quán cũ, sao lại sai tôi đến đây kết hiếu với tướng quân? Tú mừng lắm, lập tức cùng Giả Hữu đến Hứa Đô đầu hàng. Tú vào bái kiến Tào Tháo, lại ở dưới thềm, Tháo vội vàng nâng dậy và nói: những lầm lỗi nhỏ xin đừng để bụng. Bèn phong Tú làm Dương Vũ tướng quân, phong Giả Hữu làm Chấp Kim Ngô sứ, lại sai Tú viết thư sang Chiêu An Lưu Biểu. Giả Hữu đứng lên thưa: Lưu Biểu thích kết nạp những bọn danh lưu, nay nên sai một danh sĩ đi mới có thể chiêu hàng được. Tháo hỏi Tuân Du: ai đi được? Khổng Văn Cử có thể đi được. Tháo lấy làm phải, Du ra gặp Khổng Dung nói: thừa tướng có một danh sĩ xung vào chức hành nhân, ông có nhận được chức này không? Dung nói: tôi có một bạn tên là Nễ Hành, tự là Chính Bình, tài giỏi gấp 10 tôi. Người ấy nếu được hầu ở bên cạnh vua, không những là sai đi sứ được và có thể xung chức hành nhân, nên tiến lên để thiên tử dùng. Rồi viết ngay tờ biểu dân thiên tử, bài biểu như sau: tôi nghĩ nước lớn ngập tràn, vua mong người giúp, tìm khắp bốn phương, mời đón những bậc hiền tuấn. Xưa nay thế tông kế vị, mở rộng cơ nghiệp, gặp buổi thịnh trị, mọi kẻ sĩ hưởng ứng đến giúp. Bệ hạ là bậc minh quân, nhân nói nghiệp lớn, phải ách giận lo bận suốt ngày. Núi non thiên liêng sinh ra nhiều người lạ, tôi trộm thấy một ẩn sĩ ở Bình Nguyên tên là Nễ Hành, năm nay 24 tuổi, tên tự là Chính Bình, phẩm chất kiên trinh, tài năng siêu việt, theo nghề giang học, hiểu biết rộng sâu, mắt thấy cái gì miệng nói ngay ra được, tai nghe cái gì bụng nhớ mãi không quên, tính tình hợp với đạo lý, suy nghĩ như có thần minh, so với người khéo suy tính như Hoàng Dương, người có tài nhớ lâu như An Thế, Nễ Hành chẳng thua kém gì. Trung trinh chính trực, chí khí trong sạch như tuyết sương, nghe thấy điều thiện thì giật mình tỉnh ngộ, ghét kẻ gian ác như thù địch. So với đức hạnh của Nhâm Tọa, tiết tháo của Sử Ngư cũng không hơn được Nễ Hành. Hàng trăm chim ưng không bằng một chim bằng. Nếu cho hành được ở trong triều, chắc có nhiều việc tốt đẹp, biện luận hăng hái, khí thế mạnh mẽ, có thể giải quyết được nhiều nghi vấn, và cho đi chống với địch cũng có thừa sức. Sư giả nghĩ muốn đi thử tài ở cõi ngoài, con dùng mưu bắt chúa Thiền Du Trung Quân, định đã giải mũ dài khiên chế nước Việt. Chí khí khẳng khái của những thanh niên rất được đời trước khen ngợi, gần đi lỗ toái, Nghiêm Tượng cũng có gì có tài lạ, được cân nhắc làm Đài Lang. Nễ Hành có thể giết được với những người ấy. Nếu cho Nễ Hành được như rồng bay trên trời, chim vỗ cánh trên mây,
nổi tiếng ở ngôi Tử Di, nhà ánh sáng Hồng Nghê, ta có thể làm dễ dàng cho sĩ phu trong triều và thêm sự uy nghiêm cho bốn cõi. Nơi tấu khúc quản nhạc ở Quân Thiên phải có vẻ kỳ diệu. Chốn cung điện nhà vua nên có thứ báu phi thường cũng như lũ nể hành thật là hiếm có. Những điệu hay như khúc Khích Sở, khúc Dương Kha đều là nghệ nhạc phải chuộng, nhưng ngựa hay như ngựa Phi Thủy, ngựa Yêu Niễu phi chạy rất nhanh, đều là bọn lương nhạc rất cần. Dù ý kiến nhỏ mọn, tôi cũng xin bảo dạng tâu lên vua nghe. Nhà vua dùng người rất cẩn thận, xin hãy thử xem. Xin cho phép Hành là người áo vải được gọi vào bể kiến. Nếu Hành không có tài năng gì, tôi xin cam chịu dối vua. Vua nghe xong bài biểu đưa cho Tào Tháo, Tháo sai người đi mời Hành đến. Hành đến lễ xong, Tháo không mời ngồi. Hành ngửa mặt lên trời than rằng: trời đất rộng thế này, sao không có một người nào? Tháo nói: thủ hạ ta vài người đều là anh hùng đời nay, sao bảo là không có người? Hành nói: xin cho biết. Tháo nói: Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Tranh Dục có nhiều mưu trí, dù Tiêu Hà, Trần Bình ngày xưa vì tất đã bằng. Trương Liêu, Hứa Chữ, Lý Điện, Nhạc Tiến khỏe không ai địch nổi. Dù Sâm Banh, Mã Vũ ngày xưa chưa thấm vào đâu. Lã Kỳ, Mãn Sủng làm Tùng Sự, Du Cấm, Từ Quảng làm Tiên Phong, Hào Đôn là bậc kỳ tài trong thiên hạ, Tào Hồng là vĩ phúc tướng trên đời, sao dám bảo là không có người? Hành cười đáp rằng: ông nói lầm rồi, những nhân vật ấy tôi biết cả. Tuân Úc nên sai đi giếng tang thăm bệnh, Tuân Du nên sai đi giữ mã coi mồ, Trình Dục nên cho đứng gác cửa ngõ, Quách Gia nên để Bình Phú ngâm thơ, Trương Liêu cho đi đánh trống khua chiêng, Hứa Chữ cho đi chăn trâu dắt ngựa, Nhạc Tiến cho đi nhận thư độc chiếu, Lý Điển cho đi chạy giấy đưa thư, Lá Kiền nên để mài đau đúc gươm, Mãn Sủng nên để uống rượu ăn giấm, Du Cấm thì được việc khiên gián đắp tường, Tư Quản thì giỏi về mổ lợn giết chó, Hào Đôn thì gọi là tướng quân có đủ tay chân, Tào Hồng thì gọi là thái thú dòi tiền, còn những đồ kia là đồ giá áo túi cơm, thùng rượu bị thịt cả. Tháo giận hỏi: mày có tài gì? Hành đáp: thiên văn địa lý không thứ gì không biết, tam giáo cửu lưu không thứ gì không hiểu. Trên có thể giúp nhà vua làm được bậc Ngưu Thuấn, giữa có thể sánh được Đạo Đức với bậc Khổng Nhan, ta nào thèm bàn chuyện với hạng người tầm thường đâu. Bây giờ Trương Liêu đứng bên cạnh tuốt gươm toàn chém để Hành. Tào Tháo nói: ta đương thiếu một cổ lại, nay mai trong triều có dịp yến hạ nên sai Hành xung vào chức ấy. Hành chẳng chối từ gì cả, nhận lời rồi đi ra. Liêu hỏi Tháo: người ấy nói sức, sao không giết đi? Tháo nói: người ấy vốn có hư danh, gần xa đều biết, nay giết nó đi, sợ thiên hạ cho ta không biết dùng người. Nó đã tự khoe khoang thế, ta bắt làm cổ lại cho nó dục. Hôm sau Tháo mở yến tiệc trên sảnh đường, thích cả các tân khách, sai cổ lại ra đánh trống. Người cổ lại cũ nói rằng: đánh trống phải mặc áo mới. Hành cứ mặc áo cũ đi vào, đánh ba hồi trống theo khúc Ngư Dương, âm điệu tiêu tao lắm, chìm bổng nhịp nhàng như tiếng kim tiếng thạch. Những người ngồi ăn đều cảm thương chảy nước mắt. Tả Hữu quát rằng: sao không thấy áo? Hành cởi tù quần áo, khỏa thân đứng dậy. Khách ngồi ai cũng che mặt, Hành lại khoen thay mặc quần vào, sắc mặt không thay đổi. Tháo mắng: trên chỗ miếu đường sao được vô lễ? Hành nói: dối vua lừa trên mới gọi là vô lễ. Ta lộ cái hình của cha mẹ sinh ra là để tỏ cái thân thể thanh bạch của ta đấy. Tháo hỏi: mày là thanh bạch thì ai là dơ đục? Hành đáp: mày không biết người hiền, người ngu là mắt đục, không học thi thư là mồm đục, không nghe lời trung là tai đục, không nghe chuyện xưa nay là thân đục, không dung các chư hầu là bụng đục, thường muốn cướp ngôi là ruột đục. Tao là danh sĩ thiên hạ, mày dùng làm cổ lại, khắc gì Dương Quá khinh đức Khổng Tử, tang thương cho thầy Mãnh Tử. Mày muốn giận nghiệp Dương Bá mà lại khinh người ta thế à? Bây giờ Khổng Dung cũng ngồi ở đó, sợ Tháo giết Nể Hành, khoan thai tiến lên nói: Nể Hành tội bằng kẻ tù đồ, không xứng đáng với lòng mong đợi người hiền của tướng công. Tháo trỏ Nể Hành bảo: nay cho ngươi sang Kinh Châu, nếu dùng được Lưu Biểu qua hàng, ta sẽ dùng ngươi làm chức công khanh. Hành không chịu đi, Tháo sai chuẩn bị ba con ngựa, bắt hai người kèn thúc phải đi, lại sai Văn Võ thủ hạ đặt tiệc ở ngoài cửa đông để tiễn. Tuân Úc dặn mọi người rằng: hễ thấy Nể Hành đến, đừng ai đứng dậy. Khi Hành đến xuống ngựa vào chào, mọi người đừng ngồi yên. Hành có tiếng khóc hu hu. Tuân Úc nói: cớ sao khóc? Hành đáp: đi trong đám áo quen người chết, sao lại không khóc? Mọi người đều nói: chúng ta là thây chết, còn mày là con ma điên không đầu. Hành nói: tao là bầy tôi nhà Hán, không vào đảng với Tàu Mang, sao chẳng có đầu? Mọi người muốn giết Hành. Úc ngăn lại nói: nó như con chuột con sẻ, giết chẳng bỏ bẩn gươm. Hành nói: tao là chuột sẽ còn tính người,
chúng bay chỉ là giống sâu bọ. Mọi người tức giận đứng dậy về cả. Hành đến Kinh Châu vào ý kiến Lưu Biểu, miệng tuy khen ngợi đức tốt nhưng vẫn có ý trào phúng. Biểu không bằng lòng, sai đến Giang Hạ gặp Hoàng Thổ. Có người hỏi Biểu rằng, nể Hành dám sức đùa với chúa công, sao chúa công không giết đi? Biểu nói, nể Hành nhiều lần làm nhục Tào Tháo, Tháo không giết, sợ mất lòng thiên hạ, cho nên mới sai hắn đến đây, có ý mượn tay ta giết Kháng để cho ta mắc tiếng hại người hiền. Bởi vậy ta sai Hành đến gặp Hoàng Thổ, để cho Tháo biết là ta không dạ gì đâu. Mọi người đều khen phải. Bây giờ Viên Thiệu cũng sai sứ đến, Biểu hỏi các mưu sĩ. Bản Sơ sai sứ đến, Mạnh Đức cũng sai nể Hành đến, nên theo bên nào? Tùng Sử Trung Lan tướng là Hàn Tung đứng dậy nói, nay hai nhà ấy đang kình địch nhau, tướng quân nếu muốn làm việc lớn nên thừa cơ xem bên nào được thì đánh, nếu không bên nào giỏi thì theo. Nay Tào Tháo khéo dùng binh, người hiền tốn theo nhiều, thế tất đánh Viên Thiệu trước rồi đem binh quay sang Giang Đông. Tôi sợ tướng quân không chống nổi, chi bằng đem Kinh Châu hàng Tào Tháo, Tháo tất trọng đãi tướng quân.